chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt nuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. trở lại với phần thứ hai của cà phê sáng thì hồi nãy lúc trước phần quảng cáo thì đang nói về một người nào đó may mắn hay là một số người nào đó may mắn đã trúng được cái tờ vé số mà gọi là 473 triệu đô vào đêm ngày hôm qua thì sáng hôm nay báo chí cho biết là vé số đó được bán không phải ở California trước tiên là buồn rồi đó là không <laughs> phải ở California mà mình là cái người mà chưa bao giờ rời khỏi California ừ. cho nên mình không có hy vọng là có tờ vé số đó mới là có ai mà có đi tiểu bang nào vừa mới về đó thì không chừng người đó trúng phải không yeah. nhưng mà đọc kỹ lại thì tôi với cái vị tờ vé số đó đã được bán tại Arizona wow Arizona mình có người nào quen mới đi Arizona về không ta. <cười> <cười> nhưng mà thưa với quý vị tờ vé số không biết là đây là một nhóm người hay là chỉ có một người mà thôi nhưng mà chỉ có một tờ vé số thôi là trúng hết à, những con số này. Riêng cái con số mà Powerball là con số 4 đó thì ngày hôm nay đó à, có một cái chuyện đó, nó 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 hay lắm. Họ nói rằng là những người nào mà trúng cái Powerball đó thì cái cơ hội trúng đó là cứ 38 người thì có một người trúng Powerball. Ờ. Oh. Cứ 38 người là có một người trúng cái số đó. Mm. Riêng cái số tờ vé số độc đắc á thì phải là 290 triệu người thì mới có hy vọng một người trúng cái đó. 290 triệu <laughs> người nha. Còn cái kia đó trúng cái số Powerball như Ngọc Lan đó thì 38 người là có người trúng rồi. Mm. Đó. Còn ngày hôm qua họ cũng nói thêm là À, có một người ở Indiana trúng hết năm số bình thường nhưng mà không trúng số Powerball thì người đó được một triệu. À, cho nên à, ngày hôm qua thì à, họ nói rằng là cứ 25 người thì sẽ có một người trúng cái gì đó ở trong cái tờ vé số đó. Cứ 25 người thì có một cái cơ hội để trúng, có thể là ba số, có thể là bốn số nhưng mà không được năm số hay là Powerball. Đó là cho nên cứ 25 người thì có có một cái cơ hội để trúng cái gì. 25 người là có một người sẽ có cơ hội hoặc là trúng một số Powerball power, hoặc ừ. là trúng hai số kia hoặc trúng ba số. Nhưng mà sao trong số 25 người đó thì à, thấy mình lọt vô, mình đứng ở ngoài số 25 đó luôn. Chắc <laughs> do anh ở. ôi <laughs> thưa quý vị, à, có lẽ quý vị vẫn còn nhớ là hồi à, vào tháng 2 hồi năm 2021 đó thì có một vụ tai nạn đã xảy ra, đó là một cái cậu bé mới 17 tuổi thôi lái chiếc Lamborghini. Ừ. Còn nhà giàu mà đã tông vào trong xe của một người phụ nữ 32 tuổi trong lúc cô đang trên đường đi làm về mà khiến cho cái chiếc xe đó đó, cái chiếc xe mà của nạn nhân đó nó nát nó nát bấy luôn. Rồi và yeah. còn người phụ nữ đó thì đã qua đời ngay lúc đó. Thì sau khi đó đến tháng 10 của năm 2021 đó thì cái cậu bà, cái, cái cậu bé này đã phải ở tù 9 tháng bởi vì bị, bị nhận tội là sát nhân mà ở tù 9 tháng với lại thêm Ừ, xin lỗi tội nhận tội ngộ sát à, nếu mà sát nhân rồi thì tội nó, nó nhiều hơn nhận tội ngộ sát ở tù 9 tháng cùng với lại 4 năm quản chế à, vào cái thời điểm đó đó thì bố của cái, cái cậu bé này á, à, nói rằng là ông, ông xin lỗi gia đình mà con ông đã gây ra cái tai nạn đó một cách rất là thành khẩn ông Nhiệt ngọc lan còn nhớ những cái video clip lúc đó lên là ông khóc ông nói ông có thể làm bất kỳ cái gì để có thể là bồi thường cái thiệt hại uh, cho cái gia đình của cô uh, Monique uh, Munoz thì ngày hôm qua đó cái dàn xếp của luật sư đối với cái vụ này đã xong và cái số tiền bồi thường đó là 18.8 triệu đô la nó là đây là cái tiền bồi thường có thể nói lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang California đối với một cái vụ kiện dân sự mà chỉ có một cái đơn kiện duy nhất mà thôi thì Ngọc Lan nghĩ là có lẽ là giống như lời của ông bố đó đã nói, ông đã, ông, ông chấp nhận mọi cái cái điều mà phía bên kia đưa ra để làm mong làm sao để có một cái sự gì đó uh, bồi đắp lại uh, cho cái thiệt hại mà gia đình của cái cô gái này là phải gánh chịu uh, Cái cậu bé 17 tuổi này lái cái chiếc xe uh, Lamborghini mà gây nên cái tai nạn đó đó vào à, hồi tháng 2 của năm ngoái đó thì khi mà ra luật sư á thì người ta nói là cái cậu này có nhiều thành tích lắm rồi có lẽ con nhà giàu thì à, trước đó vào năm 2020 à, cuối năm 2020 thì cậu đã từng bị hai cái cái phạt của cảnh sát rồi một lần á là chạy xe với cái tốc độ là trên 70 dặm một giờ ở trong một cái khu vực mà chỉ có giới hạn là 35 mai một giờ mà thôi à, ừ. rồi sau đó thì cậu lại bị thêm một lần nữa phạt về cái tội là giống như là bắt đầu khởi động cái xe đó mà một cách không an toàn. Thì sau hai lần đó, xe của cậu bị giam 3 tháng rồi bên phía cảnh sát đề nghị rằng á là cậu này khi mà mỗi lần chạy xe phải có một người trên 25 tuổi có bằng lái phải ngồi cùng xe với cái cậu thanh niên 17 tuổi này. Nhưng mà rồi cái vụ mà tai nạn xảy ra đó là chỉ 3 tháng sau khi mà cậu bị giam xe thôi là đã xảy ra cái vụ tai nạn kinh hoàng này thì đây là cái cũng là một cái điều an ủi cho gia đình nạn nhân mặc dù nói là đối với một người mà đã chết rồi thì không có cái gì mà có thể bù đắp được người ta không có cái cơ hội người ta sống tiếp nhưng mà cái khoản tiền bồi thường mà lên đến 18.8 triệu đó thì đó là một cái tiền bồi thường lớn nhất trong cái vụ dàn xếp về dân sự ở tiểu bang California. À, và sau đây thì là cũng là một số tiền lớn nhất luôn nữa thưa quý vị vừa rồi là cái vụ tai nạn đã được dành sách nhưng mà hồi đó thì nhớ cái vụ này nè thì lúc bây giờ là báo chí và cũng như là tivi radio này kia cũng không, không nói gì nhiều hết tại vì hình như là cái, cái cái ảnh hưởng của cái gia đình giàu có này nó, nó làm sao đó Ngọc Lan, thì Ngọc đang nghĩ rằng à. với lại vì do cái cậu này là dưới 17 tuổi ừ. mặc dù mặc dù rằng là người tài xế này uh, cũng được dưới 18 tuổi nhưng mà cũng bị uh, công bố cái tên chứ không phải là không à. bị công bố tên đâu nhưng mà Ngọc Lan thì nhớ ấn tượng là ông bố lúc đó ông, ông lên ông xin lỗi và ông khóc ông nói ông ông rất là xin lỗi gia đình của nạn nhân với những cái thiệt hại đó và ông đồng ý hết mọi cái điều mà ông có thể ông làm gì mà phía bên gia đình đã đưa ra thì bây giờ cái số tiền đó là như vậy. À, thiếu gia hư hỏng. Thiếu gia hư hỏng. Đó. Rồi, bây giờ tới một số tiền lớn hơn nữa thưa quý vị đó là 26 triệu đô. Đây là giá của một căn nhà vừa được đưa lên thị trường để bán. 26 California. triệu đô, California. Đây là cái vùng tên là Menlo Park. Thì tới chúng tôi coi cái bản đồ đó thì cái vùng này nó nằm ở đâu? Nó rất gần với San Jose quý vị, từ đây từ San Jose mà lái xe lên trên này đó thì chắc khoảng 1 tiếng 30 phút. À, ở đây có trường đại học Stanford nè. Ừ. Rồi gần với lại cái vùng mà có cái zip code mắc mỏ nhất của tiểu bang hay là nước Mỹ luôn nữa. Đó là vùng aceton Thì cái căn nhà này đó được đưa lên quý vị thấy hình căn nhà nè. Đó, đây là một tòa gì lâu đài hay là biệt thự gì đó. Gồm có 5 phòng ngủ. 5 phòng tắm và thêm hai phòng nửa phòng tắm nữa ừ. cũng như là một cái văn phòng làm việc tất cả đồ gọi là à, gọi là nội thất ở trong nhà đều là những cái sản phẩm mất tiền cả thôi với cái vị ừ. cho nên căn nhà được được đưa lên thị trường với giá 26 triệu đô la đây là một cái nơi ở vùng Sở thung lũng valley gọi là silicon gì đó ha ừ. silicon Valley rồi à, Tại sao mà lại mắc như vậy Tại vì ở đây có hai miếng đất mà, mà, mà nhập chung lại thành một cái nơi mà nó rộng rãi căn nhà này là 6.228 square feet wow. đó rộng nhà, gần gấp 3 căn nhà bình à, thường cái nhà bình thường có 900 ngàn mấy à, đầy tới <laughs> 6 ngàn gấp năm lần đó chứ đó à, và đây cũng là nơi mà có trụ sở của công ty mẹ của công ty Facebook đó là Meta rồi có nhiều những cái địa danh nổi tiếng ở cái khu vực này nữa cái người viết bài báo này đó họ cho biết rằng là uh, cách đây 2 năm tôi tưởng ở đây đã bán một căn nhà ở cái số là 1394 đường San Mateo Drive là mắc nhất, lúc đó là 17 gần 18 triệu đô. Nhưng mà ngày hôm nay thì giá nhà nó lên mà. Tại vì bây giờ quý vị thấy là những căn nhà 4 500 ngàn ở ngay vùng Leader Sài Gòn này lên thành triệu hết rồi ừ. thì căn nhà đó đã đang được đưa lên là 26 triệu đô cho căn nhà đặc biệt này. vào wow, đó là, là căn nhà cũng là một trong những căn nhà đắt đắt đỏ nhất là lập cái kỷ lục ở cái vùng đó đó chứ nó không phải là những uh, mất dạng là biệt thự hoặc là gì nhưng mà đây là căn nhà mà quý vị nhìn thấy hồi nãy giờ cái hình ảnh đó cái khu đất nó làm sao cái khuôn viên nó như thế nào rồi ở trong căn nhà đó thì uh, người ta đã trang hoàng nó ra làm sao những cái uh, đồ để mà trang trí ở trong nhà những cái vật liệu dùng để xây cất đó, nó đều là những cái thứ là cho nên Lâm mới đưa đến cái giá tiền như vậy. À, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.